Sáng nay, Đảng bộ thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 2024. Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Gia Rai luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn đề ra. Kết quả năm 2023, Đảng ủy thị trấn thực hiện 11 trên 43 chỉ tiêu vượt, 31 trên 43 chỉ tiêu đạt, giá trị sản xuất xã hội đạt 105,9% kế hoạch, tăng 13,8% so với năm 2022, thu ngân sách vượt hơn 106% dự toán. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thị trấn luôn giữ vững. Công tác xây dựng đảng được quan tâm. Trong năm đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.